Namaste, chào mừng các bạn đến với ngày thứ 7 trong chuỗi thử thách 14 ngày yoga cùng với Hồng Hà. Hôm nay chúng ta sẽ khởi động bằng hai vòng chào mặt trời. Hít vào vươn hai tay lên cao. Thở ra vươn dài người xuống gập sâu. Hít vào bước chân phải ra sau. Nín thở rút chân trái về tấm ván. Thở hạ gối ngực cằm chạm thảm. Hít vào rắn hổ mang. Thở ra đẩy người về vê ngược, chó úp mặt. Hít vào bước chân phải về trước. Thở ra rút chân phải trái về cúi gập. Hít vươn hai tay lên cao. Thở ra tiếp tục vươn dài người xuống gập sâu. Hít vào bước chân trái ra sau. Nín thở rút chân phải về tấm ván. Thở hạ gối ngực cằm chạm thảm. Hít vào rắn hổ mang. Thở ra về vê ngược. Tiếp tục hít vào bước chân trái về phía trước. Thở ra bước chân phải về trước cúi gập người. Hít vào vươn hai tay lên cao. Thở ra vươn dài gập sâu vòng thứ hai. Phải hít vào bước ra sau. Hạ gối vươn hai tay lên cao. Thở ra rút chân trái về tấm ván. Nín thở hạ gối ngực cằm xuống mông nhô cao. Hít vào rắn hổ mang. Thở ra về vê ngược chó úp mặt. Hít vào bước chân phải về trước. Hạ gối vươn hai tay lên cao. Thở ra về cúi gập người. Thả lỏng đầu cổ. Hít vào hai tay vươn cao nhìn lên. Thở ra vươn dài gập sâu tiếp tục. Trái hít vào, hạ gối duỗi mũi chân vươn hai tay lên cao. Thở ra hai tay xuống, rút chân phải về tấm ván. Nín thở hạ đầu gối ngực cằm xuống. Hít vào trườn lên rắn hổ mang. Thở ra đẩy người về chó úp mặt. Hít vào bước chân trái về trước, hạ gối duỗi mũi chân phải. Vươn hai tay lên cao. Thở ra hai tay xuống bước chân phải về trước cúi gập người. Hít vào vươn hai tay lên cao nhìn lên. Thở ra đưa hai tay về phía trước ngực của mình. Rồi hít vào lên tư thế trước ghế. Hóp bụng lại, cuộn xương cụt. Thở ra hai tay xuống cúi gập người. Hít vào ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra nhảy bật ra sau về tấm ván. Gập khuỷu tay Chaturanga. Hít vào chó ngửa mặt. Thở ra về vê ngược chó úp mặt. Mắt nhìn ngón chân vươn dài lưng. Hít vào đá chân phải lên cao. Thở ra gập gối đưa về phía trước. Hít vào hai tay lên tư thế tấn cao. Thở ra chiến binh 2. Từ từ hạ khuỷu tay phải nghiêng lườn sang bên phải, tay trái sát tai nhìn lên. Hít vào chiến binh 2. Thở ra nghiêng lườn sang trái chiến binh đảo. Hít vào hai tay vươn lên cao về giữa. Thở ra đổ người về trước một góc 45 độ, siết bụng lại, thẳng lưng. Hít vào lên chiến binh 3, hai tay mở ngang, chân lên cao bằng hông, ngực song song với sàn. Hít vào hai tay lên cao, chân đưa về phía trước. Thở ra tay phải chống eo, tay trái nắm ngón chân cái, kéo thẳng chân về trước. Rồi từ từ gập gối chân trái đặt lên đùi chân phải vuông góc hai tay sang ngang. Hít vào ở đây. Rồi thở ra từ từ gập người xuống, đưa ngực chạm cẳng chân trái, hạ mông xuống gập đầu gối. Chống hai tay xuống sàn, đặt hai đầu gối lên hai bắp tay, rồi nhẹ nhàng nhấc chân phải của mình lên. Chúng ta lên tư thế con quạ, giữ được càng lâu càng tốt. Rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống, thả cả hai chân xuống về tư thế cúi gập người. Hít vào nhìn lên,
rồi thở ra bước chân ra sau về tấm ván. Nín thở hạ gối ngực cằm chạm thảm, hít vào rắn hổ mang. Thở ra để người về vê ngược chõ mặt. Tiếp tục chân trái hít vào đá lên. Thở ra bước chân trái về phía trước. Hít vào vươn hai tay lên cao, tư thế tấn cao, hóp bụng thẳng lưng hai tay sát tai. Thở ra hạ gót chân phải xuống về chiến binh hai, mắt nhìn tay trái, hai tay mở ngang. Nghiêng lườn sang trái, tay phải sát tai. Kéo giãn toàn bộ một bên thân phải. Hít vào chiến binh hai, thở ra nghiêng lườn sang phải, chiến binh đảo. Hít vào hai tay lên cao về lại tấn cao. Thở ra đổ người về trước một góc 45 độ, siết bụng lại, tay sát tai. Hít vào chiến binh ba, nhấc chân phải lên rời sàn, chân lên cao bằng hông, mắt nhìn xuống sàn. Hít vào nâng người lên, đưa chân phải về phía trước. Thở ra tay trái chống eo, kéo chân phải về phía trước, thẳng chân. Rồi nhẹ nhàng gập gối chân phải đặt lên đùi chân trái, hít vào hai tay sang ngang. Thở ra nhẹ nhàng hạ hai tay của mình xuống, gập người xuống, đưa ngực chạm cẳng chân phải, hạ mông giống như đang ngồi trên một chiếc ghế. Từ từ đặt hai tay xuống chạm sàn, tì hai đầu gối lên hai bắp tay, nhẹ nhàng lên tư thế con quạ biến thể một chân nặng. Rồi giữ, từ từ hạ hai chân xuống, chúng ta về tư thế đứng cúi gập người, thả lỏng đầu cổ. Hít vào nhìn lên, rút chân về tấm ván. Thở ra hạ cá sấu, hít vào rắn hổ mang trườn lên. Thở ra đẩy người về vê ngược chõ mặt. Hít vào, xô người về tấm ván. Thở ra đá chân phải sang trái, tay trái lên. Rồi thả tay trái xuống, hít vào chân phải, tay phải lên. Thở ra bước chân phải về phía trước. Hít vào lên tư thế chiến binh đảo, nhìn ra sau. Hít vào về tư thế tấn cao. Thở ra chắp tay vặn người sang bên phải. Hít vào về lại chiến binh hai. Thở ra đan hai tay sau lưng, hít vào kéo căng hai vai đẩy ngực. Thở ra từ từ gập người xuống, đưa trán chạm gót chân phải, mở khớp hông phải. Rồi thả hai tay xuống chạm sàn, hít vào đưa tay phải lên cao nhìn tay. Thở ra hạ tay phải vào bên trong chân, đưa tay trái lên cao hạ thấp hông phải xuống. Hít vào tấm ván, thở ra hạ cá sấu, hít vào rắn hổ mang, thở ra đẩy người về vê ngược chõ mặt. Hít vào tấm ván, thở ra chân trái sang phải, tay phải lên. Rồi hít vào xoay người sang phải, tay trái chân trái lên. Tốt. Bước chân trái về phía trước, hít vào chiến binh đảo. Thở ra, hít vào về lại tấn cao. Thở ra chắp tay vặn người sang bên trái. Tiếp tục hít vào về chiến binh hai. Thở ra đan hai tay sau lưng, hít vào kéo căng hai tay. Thở ra gập người xuống, đưa trán chạm gót chân trái, mở khớp hông trái. Rồi hạ hai tay xuống sàn, hít vào tay trái lên cao nhìn tay, kiễng cao gót chân phải lên. Thở ra hạ tay trái xuống, tay phải lên. Dồn trọng tâm về đùi chân trái. Hạ tay phải xuống, hít vào tấm ván. Thở ra hạ cá sấu. Hít vào rắn hổ mang trườn lên.
thở ra đẩy người về vê ngược cho úp mặt. Tiếp tục hít vào tấm ván, thở ra chân trái sang phải, tay phải lên. Hít vào, tay trái chân trái lên. Thở ra bước chân trái về phía trước, hít vào tư thế chiến binh đảo. Thở ra ở đây, hít vào, lên tấn cao, thở ra chắp tay vặn sang trái. Tiếp tục hít vào chiến binh 2, thở ra đan tay, hít vào kéo căng hai vai, thở ra gập người xuống. Chống hai tay xuống sàn, hít vào tay trái lên, thở ra đưa tay phải lên cao, nhìn tay. Rồi tay phải sau lưng, tay trái vòng qua đùi, hai tay nắm lấy nhau. Từ từ bước chân phải về trước, rồi nhẹ nhàng nhấc chân trái của mình lên. Chúng ta đứng thẳng người lên, đạp căng chân trái. Tốt, giữ cân bằng ở đây. Rồi nhẹ nhàng thả chân trái của mình xuống, bước chân phải ra sau, chống hai tay xuống sàn, hít vào tấm ván, thở ra cá sấu, hít vào rắn hổ mang. Thở ra đẩy người về vê ngược cho úp mặt. Tiếp tục, hít vào tấm ván, thở ra tay phải chân trái. Hít vào tay phải chân phải lên. Thở ra bước chân phải về phía trước, chiến binh đào hít vào, nâng người lên. Thở ra ở đây, hít vào lên tấn cao, thở ra chắp tay vặn người sang bên phải. Hít vào chiến binh 2, thở ra đan tay sau lưng, hít vào kéo căng hai vai, thở ra gập người xuống. Thả hai tay xuống chống sàn, hít vào tay phải lên. Thở ra đưa tay phải xuống, tay trái lên cao. Rồi tay trái sau lưng, tay phải luồn xuống dưới đùi, hai tay bắt lấy nhau, hít vào đứng lên. Rồi đạp căng chân phải, giữ cân bằng ở đây. Rồi nhẹ nhàng hạ chân phải xuống, bước chân trái của mình ra sau, hạ hai tay chống sàn, hít vào tấm ván, thở ra cá sấu, hít vào rắn hổ mang, thở ra về vê ngược cho úp mặt. Hãy giữ lại đây một chút. Rồi về tư thế em bé, nghỉ, thư giãn và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trồng cây chuối nhé. Thứ nhất, nếu các bạn nào mình chưa trồng được cây chuối thì chúng ta sẽ làm như thế này. Đặt hai tay cạnh hai đầu gối, đặt đầu của mình cách một lòng bàn tay và tạo thành hình tam giác cân với hai tay. Rồi từ từ chống mũi chân, rồi nâng cả hai chân đặt lên hai cẳng tay của mình và hãy giữ lại đây. Hít thở bình thường, lực của chúng ta ở đây sẽ dồn nhiều về hai lòng bàn tay nhé, một chút ở đỉnh đầu để giữ cân bằng thôi. Và rồi chúng ta thả lỏng, hạ hai đầu gối xuống về lại tư thế em bé. Tiếp tục lựa chọn thứ hai, chúng ta sẽ làm chuối ôm đầu, đo khoảng cách tay, rồi đan tay lại, đặt đầu của mình ôm trọn lấy hai lòng bàn tay, rồi đi chân lên, rồi nhấc một chân lên trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ nâng cả hai chân lên thật chậm, thật nhẹ nhàng, và hãy giữ ở đây từ 1 đến 2 phút nếu mình có thể giữ lâu hơn nữa. Rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống, chúng ta về lại tư thế em bé.
từ chúng ta ngồi thẳng dậy về tư thế ngồi quỳ kim cương. Ngồi mông lên hai gót chân, hai tay đặt lên đùi, giữ lưng thẳng hóp bụng, nhắm mắt lại. Mình thả lỏng ở đây một chút. Đầu giờ vươn hai tay về phía trước, hạ ngực cắm xuống chạm thẳng. Vươn dài lưng xuống. Đầu nhẹ nhàng nâng người lên về lại tư thế. Chúng ta về tư thế ngồi cánh bướm ạ. Đan hai tay lại, nắm lấy hai mũi chân và đập cánh bướm, để thư giãn và thả lỏng cho cơ đùi cùng với khớp hông của mình. Rồi giờ đưa chân ra xa hông một chút, hít vào hai tay. Hít vào, rồi vươn hai cánh tay của mình về phía trước, đưa trán xuống, chạm vào ngón chân, thả lỏng toàn bộ lưng, vai, cổ. Thả lỏng khớp hông, thư giãn, hít thở sâu và chậm. Rồi từ từ nâng người lên. Nào sau bây giờ mình duỗi hai chân về phía trước, chúng ta về tư thế ngồi cơ bản. Hóp bụng thẳng lưng, dựng mũi bàn chân hướng lên. Hít vào hai tay vươn cao. Thở ra vươn dài người xuống, hai tay nắm lấy mũi chân, đẩy nhẹ hai hông ra sau, rồi từ từ gập sâu người xuống. Mình có thể thả lỏng hai tay xuống sàn, cảm nhận sự căng giãn, kéo dài cột sống, kéo giãn cơ gân kheo, thả lỏng hai vai, thả lỏng đầu, cổ. Hít thở sâu và chậm lại. Rồi nhẹ nhàng nâng người lên, hít vào hai tay vươn cao, thở ra hai tay xuống. Chúng ta nằm ngửa xuống sàn, về tư thế Savasana, nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể, hít thở sâu và chậm. Cảm ơn các bạn đã cùng luyện tập với Hà ngày thứ 7, và hẹn gặp lại các bạn vào ngày thứ 8 nhé. Namaste.